Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của Đồng Hồ Giới Quát, xin chào các ô nhân phạm. Vâng, hôm nay Đồng Hồ Giới Quát của chúng tôi lên sóng review đập hộp với anh em một mẫu đồng hồ Orion Star rất là tuyệt vời đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào xem em nó hình thù ra làm sao anh em nhé. Rồi, trước mắt anh em, đây là một chiếc đồng hồ Orion Star vừa mới cập bến tại Đồng Hồ Giới Quát của chúng tôi. Đây là một mẫu rất là đặc biệt và Giới Quát cũng mong đợi rất là lâu vì mới có hàng về. Rồi, bây giờ ta sẽ mở em nó ra xem thế nào. Đây là khó mở quá. Rồi. Rồi, như thông lệ thì bao giờ Orion Star cũng có hai chiếc vỏ khác nhau. Một là chiếc vỏ giấy để bảo vệ cái hộp da bên trong. Và đây là một chiếc hộp da rất là đẹp của thương hiệu Orion Star đây. Rồi, bây giờ ta sẽ xem nó như nào nào. Đèn tên tên, đây rồi anh em ơi. Đây là một em Orion Star. Anh em nhìn thấy có cái gì khác biệt không ạ? Rồi, đây là một em Orion Star phiên bản mặt xanh lục bảo. Cực kỳ hiếm trên thị trường luôn anh em nhé. Vâng, đây là một mẫu mới nhất của năm 2023. Vâng, mới ra mắt thời gian gần đây. Đây là một em thì phải nói là quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Đây, anh em quan sát này. Đây là một em mặt xanh lục bảo phải nói là cực kỳ trẻ trung, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, mã của em nó đây. Mã của em nó là GAAT0002E00B. Giá là 19.460.000. 19.460.000 khi anh em mua online, giờ bắt sale cho anh em 20%. 20% anh em nhé. Thì em nó còn khoảng tầm 15 triệu gì đó thôi. 15 triệu gì đó là anh em đã sử dụng ngay một chiếc đồng hồ Orion Star chính hãng. Đấy, do Tân Hải Minh phân phối này. Đây anh em này. Đây là cái tem xác thực chính phủ. Đây, xác thực chính phủ. Bảo đảm hàng chính hãng cho anh em. Đấy, khi anh em mình mua thì sẽ cào cái lớp bạc ở đây ra. Và có cái mã số. Và ta sẽ gửi tin nhắn theo cú pháp này. Thì sẽ xác thực được đây có phải là hàng chính hãng hay không. Và bên này thì có các thông số gọi là tem phụ. Đấy, bảo đảm cho anh em đó là hàng chính hãng. Rồi, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có cả một cuốn sổ bảo hành đây. Đây là một cuốn sổ bảo hành chính hãng của thương hiệu Orion Star. Đây anh em này. Đấy, có đủ các thứ tiếng, các kiểu ở đây. Trung tâm bảo hành các thứ nằm ở đây hết anh em nhé. Với em Orion Star này, chất liệu dây vỏ là thép 316L này. Em này thì có một đặc điểm đó là có dự trữ cót 50 giờ. 50 giờ luôn anh em nhé. Đây này. Đấy, hiện tại cót đang bằng 0 này. Em này thì là có hai chế độ lên cót. Một đó là ta lên cót bằng tay này. Đấy, lên cót bằng tay. Khi ta vặn thế này, anh em nhìn thấy cái phần kim xăng này nó sẽ chuyển động này. Đấy, đây là anh em đang lên cót bằng tay. Rồi, lên cót bằng tay. Còn nếu không thì anh em mình vận động thì là cái phần bánh đà phía sau này thì nó sẽ chuyển động thì nó cũng lên cót cho anh em. Đấy, nếu anh em không có thời gian đeo nhiều thì ta có thể lên cót bằng tay cho em nó. Rồi, chất liệu mặt kính của em nó là sapphire. Đây, sapphire luôn, mặt kính sapphire anh em nhé. Rồi, đây là phần dây của em nó này. Đấy, nguyên siêu nguyên anh nguyên triệu luôn anh em ạ. Mới đét là đẹp luôn này. Rồi, tôi sẽ mở phần khóa của nó ra này. Đây, nguyên siêu luôn. Bóc tem luôn anh em nhé. Rồi, đây là phần khóa đây. Đây là phần khóa em nó sắc nét luôn. Này, logo Orion Star này. Trau chuốt sắc nét cực kỳ là chất luôn. Rồi, đây là mặt đáy của em nó này. Đấy, mặt đáy của em nó này có các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này. Và ta nhìn được bộ máy cơ khí chuyển động ở bên trong. Tinh hoa Nhật Bản nằm ở bên trong này. Đây. Orion thuộc tập đoàn Epson. Đấy, cho nên là nó có logo Epson ở đây. Và đây, Made in Japan đây anh em. Đấy, Nhật Bổn xịn sò luôn anh em ạ. Vâng, em nó là được sử dụng bộ máy này F6R4 đây anh em này. Ở đây này. Vâng, em nó là có độ chống nước những 100m anh em nhé. 100m đây này. 10 bát có nghĩa là bằng 100m nước luôn. Đây, anh em nhìn này. Còn không gì phải nghĩ nữa đúng không ạ? Đây. Quá là xịn sò và nước non thì em này thoải mái bơi lội luôn anh em ạ. Không phải nghĩ luôn. Rồi, em này thì mặt xanh lục bảo. Ở đây ánh sáng điện nó cũng hơi kém cho nên là nhìn nó hơi khó nhìn. Đây, anh em này, nhìn thấy không? Mặt xanh lục bảo đây. À, lấp lánh luôn anh em nhé. Này. Đấy, mặt xanh lục bảo. Cọc số 12 giờ là, cọc số 6 và 12 giờ là số La Mã. Kết hợp với vạch số rất là đẹp ở đây. Để chúng ta có thể nhìn được bộ máy chuyển động ở phía bên trong. Bộ kim là
mạ bạc này, kim mũi giáo này, nhọn hoắt này, và có dạ quang để sáng vào ban đêm cho anh em. Ngoài ra thì trên những cái chấm này, đây chấm tròn ở trên này anh em này, cũng là dạ quang để buổi đêm sẽ phát sáng lên cho anh em nhé. Cực kỳ đẹp luôn ở mẫu đồng hồ này. Rồi tôi lên tay thử cho anh em. Đây anh em ơi, em này thì khỏi phải nghĩ rồi, mới size mặt của em nó là 39.3, độ dày là 12.2, độ dày là 12.2. Bây giờ tôi sẽ đo trực tiếp cho anh em. Đây anh em này. Rồi bây giờ ta sẽ đo size mặt trước. Đây anh em này, 39.3 này. Tôi tay trái nên là cầm nó hơi ngược thước, anh em thông cảm. Và độ dày đây. Đấy, độ dày của em nó 12.3 này. Đấy, 12.3, rất là mỏng cho một chiếc đồng hồ cơ như này rồi, anh em này. Đấy, đồng hồ cơ thì nó cũng phải như thế thì nó mới đầm tay anh em nhé. Anh em quan sát này chi tiết luôn. Với mẫu đồng hồ này thì anh em không phải nghĩ rồi, quá chất luôn anh em ạ. Lên tay thì cực kỳ sang luôn. Đấy. Anh em nào có cổ tay khoảng 15, 16, 17 là đeo mẫu đồng hồ này rất ok. Hoặc là từ 55 cân đổ lên, khoảng 70 cân đổ xuống, đeo mẫu đồng hồ này thoải mái luôn. Với thiết kế của em nó thì không phải nghĩ rồi, rất là tuyệt vời luôn anh em ạ. Rồi với mức giá là 19.460.000 được sale 20%, chỉ áp dụng cho anh em nào khi mua online thôi. Và khi sale 20% rồi em nó cũng còn khoảng 15 triệu là anh em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ chính hãng do Tân Hải Minh phân phối và được bảo hành chính hãng 1 năm và bảo hành 5 năm tại đồng hồ The Watch luôn anh em nhé. Hiện tại đang được bán tại hệ thống đồng hồ The Watch của chúng tôi. Hiện tại thì đang được bán tại địa chỉ là tầng G trung tâm thương mại The Garden này, đường Mỹ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội này, và tầng hầm Big C trung tâm thương mại Savico số 7 số 9 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Nhưng mà cái địa chỉ tại tầng hầm Savico này thì tại The Watch chúng tôi tạm thời đóng cửa do trung tâm người ta đang sửa chữa. Ngoài ra thì The Watch có cả số hotline, nếu anh em kết thì hãy liên hệ ngay với số hotline này để gọi điện trực tiếp với chúng tôi sẽ gửi sản phẩm cho anh em nhé. Vâng, nếu anh em không thích mẫu đồng hồ Yanchertan này thì anh em có thể lên website của chúng tôi thewatch.com.vn, thewatch.vn để xem những mẫu đồng hồ khác đang có mặt tại hệ thống đồng hồ The Watch của chúng tôi. Rồi, anh em thấy mẫu đồng hồ Yanchertan thế nào? Vâng, nếu kết và yêu thích thì hãy liên hệ với The Watch để sở hữu em nó ngay anh em nhé. Anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho đồng hồ The Watch của chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Còn bây giờ thì tôi xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.